sáng hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2020, tôi và cùng một số bà con dân quân tỉnh Bình Định và một số tỉnh thành khác đã đến tại cái cổng của nhà ông Trương Hòa Bình và đang đứng một cô đây là một dân quân rất đông dân quân, và tôi là Lê Văn Hải ở tổ 23 khu 3 phường Bình Định thành phố Cần Thơ tỉnh Bình Định đang đến tại nhà ông Trương Hòa Bình để lên án hành vi của ông Trương Hòa Bình về cái tính cách bao che sai phạm, bao che tham nhũng, bao che ông Hồ Dũng cướp đất của nhân dân tỉnh Bình Định đem đi phân lô bán nền hoặc là coi như đem bán cho doanh nghiệp tư nhân, mà nhân dân chúng tôi đã nhiều lần tố cáo ông Hồ Quốc Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định từ năm 2014 cho tới nay, nhưng mà không có một cơ quan nào, không có một cái tổ chức nào, cá nhân nào chịu trách nhiệm về xử lý cái đơn tố cáo của nhân dân. Và ngày hôm nay là cái nội dung tố cáo của nhân dân chúng tôi là đã coi như là gần 6 năm nhưng mà chưa có một cơ quan nào xử lý hành vi của ông Hồ Quốc Dũng. Thì ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng chính phủ cũng đã ra một cái văn bản là số 889 vào năm 2017 là chuyển cơ quan về cho tỉnh Bình Định là để giải quyết trả đất cho gia đình chúng tôi là làm trong cái dự án khu nhà máy xử lý thải thành phố Cần Thơ tỉnh Bình Định, nhưng ông Hồ Quốc Dũng vẫn không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ. Thì ở đây tôi nêu một vấn đề là ai bao che, ai cấu kết, ai bưng bít cho ông Hồ Quốc Dũng để làm những việc này mà không chịu không xử lý. Ông tôi ở đây là tôi gửi đến cái đoạn video clip này của trực tiếp livestream trực tiếp ngày hôm nay, tôi gửi đến ông Trương Hòa Bình, phó thủ tướng chính phủ là ông có những cái biện pháp và có những cái động thái để xử lý ngay hành vi của ông Hồ Quốc Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định mà ông đã ban hành công văn để giải quyết chỉ đạo cho nhân dân chúng tôi. Ông Trương Hòa Bình, ông chính là người bao che bưng bít là cho ông Hồ Quốc Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đi cướp đất của dân, đem đi ăn phân lô bán nền, mà chúng tôi đã nhiều năm nhiều tháng là gửi đơn tố cáo đến chính phủ, đến thủ tướng chính phủ, nhưng mà không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm về xử lý cái đơn tố cáo chúng tôi. Thì đây là một cái cơ hội là để cho tên lừa đảo tham nhũng Hồ Quốc Dũng tiếp tục là đi cướp đất của dân, là có sự bao che bưng bít của từ cấp chính phủ mà ra, cho nên thằng Hồ Quốc Dũng này nó mới lộng quyền đi cướp đất của dân. Nhưng mà nhân dân á là giữ đất thì mới ông cho rằng gọi là nhân dân là chống người thi hành công vụ, bắt bỏ tù nhân dân, bắt bỏ tù người dân. Nhưng mà qua cái nội dung đơn tố cáo thì nhân dân gọi là tố cáo ông Hồ Quốc Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về cái hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của người thực hiện nhiệm vụ công vụ, làm sai trái các quy định của nhà nước, làm sai trái về quản lý đất đai, vi phạm luật đất đai, không thực hiện theo chủ trương của nhà nước để đi cướp đất của dân, thì cái hành vi này là cần phải khởi tố ngay, cần phải lên án và khởi tố ngay hành vi của ông Hồ Dũng. Nhưng ở đây là từ cấp trung ương chính phủ là cấu kết bao che không xử lý ông Hồ Dũng, để cho cái tình trạng dân oan thế này là ngày này tháng này năm nay kia là tư vấn đi đến coi như là từng nhà của cán bộ lãnh đạo nhà nước để kêu oan như thế này. Ông Nguyễn Như Phước ông nói này coi như là dân ông tỉnh nào có mặt Hà Nội là thiếu kiện đông người phức tạp thì ông mời chủ tịch tỉnh ra để nhận dân về, nhưng mà coi như là ông ra mời thì Hồ Dũng ra Hà Nội chưa, ông mời bí thư chủ tịch tỉnh ra Hà Nội để nhận dân về để giải quyết chưa. Đấy, ông Nguyễn Như Phước cái lời nói ông là có giá trị hay không, cái lời nói của ông Nguyễn Như Phước có giá trị hay không trong cái lời nói của ông đó. Mà chính ông Hồ Quốc Dũng đã bị nhân dân tỉnh Bình Định tố cáo từ năm 2011 tới nay, mà trách nhiệm xử lý đơn tố cáo chính là ông Nguyễn Như Phúc. Nhưng mà tại sao ông không xử lý? Ông không xử lý cái đơn tố cáo, nếu dân tố cáo sai thì dân tố cáo chịu, mà dân tố cáo đúng thì phải xử lý chứ. Tại sao ông không xử lý cái đơn tố cáo của dân và đỡ là người dân coi như là như thế này? Các ông có nhìn gì vô? Các ông nói này coi như là đất nước Việt Nam là chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Không mang thấy đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Anh Dương của mình là ông coi như là ông nên ông nhìn rõ là coi như là dân, những người dân là đang
ông đây, đang mặt trước nhà ông đây, coi như là để kêu ông, và đồng thời là thấy ông có những cái động thái để xử lý những cái trường hợp mà coi như dân tố cáo. Thái ra bắt ra nhà cho dân chúng tôi phải lại thái ra không nhanh được cầm lên nữa đốt nhặt thái ra bắt ra nhà cho dân chúng tôi ba cho dân chúng tôi đến đây ông thích ông lên trước phù hộ cho dân ba chúng tôi anh thế đã kêu gọi ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình phải ra cả nhà cho dân chúng tôi để dân chúng tôi bán hộ dân chúng tôi sống cảnh những bức xúc, những cái như thế này, người dân là rất là bức xúc về vấn đề mà đi đồ tài sản đã bị chính quyền địa phương cướp từ năm này sang năm kia. Nhưng mà ông Trương Hòa Bình đáng lẽ ra ông phải là người chịu trách nhiệm cho vấn đề là giải quyết về phía nào tố cáo công dân và đồng thời là phía chỉ đạo là giải quyết từ cấp chính quyền địa phương. Không, để là đối người dân chúng tôi là không có đi một cách, không có đi khiếu kiện đông người, mà tôi cũng đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến ông Trương Hòa Bình là tố cáo ông Hồ Quốc Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cướp đất của nhân dân, của nhà nước, đem làm tư lợi riêng trong cái dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Cần Thơ, là tham nhũng nguồn vốn ODA, nhưng đến nay là cấp chính phủ, cấp trung ương không xử lý hành vi của ông Hồ Quốc Dũng, nhưng đến ngày hôm nay thì là luân chuyển ông Hồ Dũng đi một nơi khác là để coi như là tiếp tục là nhận công tác ở một nơi mới. Thì đây có phải là một tính cách là bao che của từ bộ chính trị hay không? Từ cái bộ chính trị mà ra, từ cái cấp chính phủ mà ra, từ cái quốc hội mà ra, bao che một tên lừa đảo tham nhũng Hồ Dũng đi cướp đất từ tỉnh này sang tỉnh kia. Mà chính ông Trương Hòa Bình phó thủ tướng chính phủ là cũng đã bao che cho tên lừa đảo tham nhũng Hồ Quốc Dũng cướp đi gần hơn 100 lô đất tái định cư của nhân dân tại thành phố Cần Thơ tỉnh Bình Định trong cái dự án xây dựng nhà máy xử lý thải thành phố Cần Thơ. Trong trường hợp này, ông Trương Hòa Bình phó thủ tướng chính phủ có ăn chia tiền tham nhũng đất đai của tỉnh Bình Định hay không? Tôi nói rõ ông Trương Hòa Bình nghe rõ không? Ông có ăn chia tiền tham nhũng đất đai ở tỉnh Bình Định hay không? Mà lý do tại sao ông bao che cho Hồ Dũng cướp đất của dân địa bàn? Ở đây là tôi nói lên rất là tôi nói bằng sự thật, lời nói của người dân là chịu trách nhiệm. Ông Trương Hòa Bình ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái hành vi của ông bao che tham nhũng cướp đất của dân. Mà đi tố cáo tham nhũng phải lên án từng thành chủ tịch tỉnh, từng thành cán bộ tham nhũng tham ô. Các anh coi như là các anh đi nhìn thấy hoàn cảnh này, các anh đi xử lý ngay chứ, đừng có để những tình trạng này xảy ra.
đừng bao giờ đối với những người dân coi chúng tôi là phải chịu khổ chịu cực ở nơi sống người lang thang ở cái Hà Nội như thế này. Và qua cái đoạn video clip ngày hôm nay là dân dân chúng tôi là nói chung ra là khắp nơi trên đất nước này là đến tại nhà riêng của ông Dương Hòa Bình, nhưng bị lực lượng công an cơ động là chặn ngay cái lối đi, không cho nhân dân tôi đến nhà ông Dương Hòa Bình. Nhưng mà ngày hôm nay dù sao nữa thì chúng tôi cũng đã lên tiếng về cái vụ việc sáng ngày hôm nay là nhân dân kéo đến nhà ông Dương Hòa Bình, là đề nghị ông Dương Hòa Bình là phải tổ chức một buổi tiếp dân tại phòng tiếp dân Trung ương Đảng để là thu thập chứng cứ, thu thập hồ sơ từng vụ việc của từng người dân có mặt tại Hà Nội này, và đồng thời là ba mặt một lời mời chúng tôi tính của các tỉnh ra là để coi như là giải quyết cho dân ai đúng ai sai là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Dương Hòa Bình cái trách nhiệm của ông đế đâu mà coi như là ông không xử lý những việc này, ông ra những cái văn bản coi như toàn là những cái văn bản trái pháp luật là để coi như là bao che cho tên lừa đảo tham nhũng Hồ Quốc Dũng rồi lại đi cướp bóc coi như làm sao. Qua một thời gian là bà Nguyễn Thanh Hải là trưởng ban dân nguyện quốc hội cũng đã vào tỉnh Bình Định làm việc là chống tham nhũng của tỉnh Bình Định, nhưng hành vi của bà Nguyễn Thanh Hải là trưởng ban dân nguyện quốc hội là cũng đã cấu kết bao che cho tên lừa đảo tham nhũng Hồ Quốc Dũng không xử lý đơn tố cáo của công dân. Bà Nguyễn Thanh Hải là hiện tại giờ là những người dân không có tin tưởng bà. Cũng có mặt Hà Nội sáng hôm nay là cũng tới nhà Trương Hòa Bình là cũng tới lên án tố cáo hành vi của Hồ Dũng chủ tịch ủy ban nhân dân Bình Định là cố tình không giải quyết khiếu nại tố cáo của dân để dẫn cho nhân dân chúng tôi là phải đi khiếu kiện nhiều ngày năm nhiều tháng ở tại Hà Nội này.
ông Dương Hòa Bình, ông cần phải coi có những cái động thái là xử lý ngay những trường hợp này, không đối với cái trường hợp cướp đất của tỉnh Bình Định xảy ra. Đó, đây là những công dân của tỉnh Bình Định, chúng tôi đang có mặt tại hà nội đây. Nhân dân coi như là khắp nơi đi, coi như là khắp cái thành phố Hà Nội là để kêu, để tố cáo, để lên án bọn quan tham đốt đất của dân. Nhưng mà chính quyền của ông Nguyễn Phú Trọng, của Nguyễn Văn Phúc lại cứ là làm ngơ, im lặng, không xử lý, không giải quyết, mà lại đổ lỗi cho nhân dân của tôi lại đi nòi nọ kia khác. Cái lỗi đây là lỗi từ chính quyền gây ra, cái lỗi từ cái bọn tham nhũng gây ra, cái lỗi từ coi như là cán bộ cấp lãnh đạo cao cấp gây ra. Bây giờ là nhân dân là tiếp tục là đến ngay cái ngõ vào nhà của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư trung ương đảng, là chủ tịch nước. Là ông Nguyễn Phú Trọng, ông suy nghĩ về như thế nào về cái vấn đề này, ông suy nghĩ gì như thế nào về cái tình hình đất nước của Việt Nam mình hiện nay là một đất nước toàn chứa bọn tham nhũng, tham ô, cướp đất của dân, mà chính ông là coi như là một người hai chức mà ông không xử lý được cái việc này thì đương nhiên là ông làm gì cho đất nước, không giúp gì được cho đất nước, không giúp gì được cho nhân dân. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông nhìn xem cái vấn đề này, ông phải nhìn xem đi, đây là một tình hình coi như là ông nói này coi như là chưa có một đất nước nào coi như đẹp như Việt Nam đẹp lắm. Ông có cho rằng coi như đây là một cái đất nước là cường quốc về dân ngon hay không? Chống năng lượng, đây là người ông Dương Thị Cam Hương, không được bảo vệ ông chồng ơi, ông ca chống năng lượng bởi ông chồng là người dân, không giải quyết vấn đề đây thôi, ông chồng ơi, ông báo ông em.
Đúng cho nó rầm rè chứ tao coi coi cóc chạy. Đi vậy. Hiện nay gia đình bà Hồ Thị Bông đã bị chính quyền cướp đất, đã đi khiếu kiện nhiều năm nhưng chưa có một cấp cơ quan nào chịu trách nhiệm và giải quyết là cái hành vi của ông Ngô Hồ Nam, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Lê Công Trình, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nhân Hải và ông Hữu Dũng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Và ba ông chủ tịch này là cố tình cấu kết với nhau đi cướp đất của người dân để đi đem đi phân lô bán nền. Tại sao con bộ là
yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng là phải lên tiếng cái vụ này để đỡ coi như là khởi tố những cái thằng cán bộ tham ô tham nhũng, trả lại quyền lợi cho công dân. Sáng hôm nay là bà con là tập hợp rất đông tại nhà riêng của ông Nguyễn Phú Trọng, là lên tiếng kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng là phải xử lý tất cả các tình huống, xử lý tất cả các đơn khiếu nại tố cáo của công dân.
tôi đang có mặt tại cái Thank you.
chặt luôn. Chỉ hai